Rồi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về trồng bí đao ở giai đoạn đầu mình bắt đầu phải chuẩn bị những gì. Thì mình sẽ xới đất, xử lý đất, phơi ải trong vòng 10 đến 15 ngày, rồi mình phủ bạt, xử lý vôi rồi mình phủ bạt. Và mình mua hạt giống về mình ngâm ủ hạt giống, sau đó mình sẽ phối trộn giá thể để bầu vào dĩ. Khoảng tầm 10 ngày là mình đem ra mình trồng, mình đục lỗ và mình đem ra mình trồng, đục lỗ ở trên màng phủ á, mình đem ra mình trồng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể cho cả nhà xem nhé. Mình mời cả nhà xem. Đây là bí đao mình đã gieo được tầm 10 ngày rồi. Mời cả nhà xem. Ở đây là mình gieo trong dĩ. Dĩ đen là mình mua là được 9.000 một dĩ. 9.000 một dĩ. Một dĩ là 104 lỗ. Một dĩ là 104 lỗ. Đây là mình gieo khoảng 45 gói bí đao. Một gói nó 100 hạt. 45 gói là 4.500 hạt. Đây. Mà là mình chuẩn bị đem xuống trồng ở khoảng có 4 công rưỡi đa 4 công rưỡi đất là 4.500 mét vuông. Là chiều nay bắt đầu là mình trồng rồi, đem ra trồng rồi. Mình sẽ chia sẻ cụ thể cho nhà các bước chuẩn bị như thế nào nhé. Mời cả nhà theo dõi. Đầu tiên là mình mua hạt giống về, là mình cắt ra và đảo hộp ra. Mình chuẩn bị nước sôi là hai sôi ba lạnh. Mình ngâm ủ hạt giống trong vòng 4 đến 5 tiếng. Rồi đủ 4 5 tiếng bắt đầu mình vớt ra. Mình dùng khăn mình nhúng nước ấm, mình trộn nước sôi trước để có thể tiêu diệt vi khuẩn trong cái sân khăn. Sau đó mình hòa nước lạnh lại cho cái khăn ấm, đủ ấm cái mình vớt ra, mình dắt vừa ráo thôi. Rồi mình trải đều ra cái khăn. Mình trải đều ra khăn mình cuốn lại. Và mình có thể bỏ trong thùng nước đá hoặc là mình bỏ trong một cái thau, mình lấy dùng nắp mình đậy lại, mình đậy một lớp khăn khăn ướt ướt trên nữa, rồi thêm một lớp khăn khô trên nữa, mình đậy lại cũng được, hoặc là bỏ trong thùng nước đá đậy nắp kín là cũng được. Trong vòng 24 tiếng thì mình sẽ lấy ra, vớt ra và mình rửa sơ lại ba cái chất nhờn trong cái hộp. Sau đó mình sẽ nhúng khăn nước ấm, mình pha nước ấm mình nhúng cái khăn lại, mình dắt cho vừa ráo, mình cuốn lại, mình đậy kín lại, hoặc là cái nhà có thể bỏ trong cái bọc cột lại cũng được, kín hơi là nó sẽ mau nảy mầm. Thì từ sau 24 tiếng mình vớt là mình rửa lại rồi mình cuốn lại, thì cho đến 36 tiếng thì nổi, từ 24 đến 36 tiếng là cây sẽ nảy mầm. Mình sẽ thăm chừng, mình vớt ra thăm chừng, mình gỡ rồi mình coi. Trước khi mình trong giai đoạn mà cây sắp chuẩn bị hộp, chuẩn bị nảy mầm thì mình sẽ chuẩn bị giá thể. Mình mua dĩ này là dĩ hiện tại là bán 9.000 cái, là 10 có chỗ thì bán 10.000. Giá thể đây, ở đây mình có thể sử dụng là sơ dừa, mua sơ dừa về á với lại phân bò hay một mình trộn là mình ủ. Rồi mình có thể trộn một ít thuốc rầy hộp, nếu là phu ra đăng một ít thôi, tùy theo cái nhà làm nhiều hay ít. Thí dụ một bao 25 kg thì mình có thể trộn khoảng từ 150 g đến 200 g phu ra đăng, 200 g phu ra đăng. Rồi mình trộn thêm khoảng 2 gói cốc 85 nữa. Bao 25 kg thì mình trộn một gói cốc 85 là được rồi. Tính ra cái giá thể mình chuẩn bị khoảng từ, giờ mình trồng nhiều thì mình trộn nhiều, mình trồng ít mình trộn ít. Thì mình trộn, sau khi mình trộn mình ủ lại, rồi mình bắt đầu nhận vô bầu. Mình trộn chuẩn bị trước một thời gian ủ lại cho nó hoai mục, cho nó xử lý cái phân, cho nó sạch cái phân ở trong. Mình có thể xử lý bằng vôi cũng được. Mình trộn lại trong cái giá thể mình chuẩn bị đựng bầu hạt giống á. Rồi mình dùng cái tấm bạc hay gì để kính là mình ủ.
khoảng 15 20 ngày cũng được, mình đã chuẩn bị trước gần cái tháng rồi, đủ để sẵn đó. Hoặc là giá thể bạn có thể sử dụng, ở đây là mình sử dụng phân bò 21 giờ, phân gà mình ủ lại nè, mình không có sử dụng sơ dừa. Ở đây giá thể cả nhà sử dụng sơ dừa với lại phân bò 21 cũng được, hoặc phân gà cũng được, hoặc là cho trấu với phân bò 21, thì tùy theo cả nhà làm nào cũng được, nhưng mình phải ủ lại cho nó 21, mình bò giống nó sẽ không bị úng. Ở đây mình sử dụng phân bò 21 giờ, phân gà này thì trấu nó nhiều hơn phân, mình ủ lại. Khi mình nhận bầu giá dụng giá thể nhận không có dĩ đen rồi, cái bắt đầu mình thăm trần hạt bí, khi mà nước mỏng đều rồi bắt đầu mình đem ra, mình dùng ngón tay mình ịnh lỗ vô trong cái dĩa mình đã nhận bầu này rồi nè, mình ịnh lỗ, sau đó mình bỏ hộp đều hết cái dĩa xong cái mình thả đất ra, thả cái phân mình lắp lại, thả giá thể mình lắp lại, lớp mỏng trên thôi. Cái mình đem ra mình là sửa sạn chỗ mình đặt làm khung sườn, rồi mình nhảy cho nó bằng làm khung sườn xong hết rồi mình lót cái tấm bạc ở dưới, tấm bạc trắng như vậy nè, ở dưới nè, sau đó mình bỏ hộp xong mình lót tấm bạc trắng ở dưới xong rồi đem dĩ làm rải đều, để đều làm khung vàng để mình làm đầu đậy lại rồi sau đó mình tưới nước, tưới cho thiệt ướt, mùa nắng phải tưới ướt để nó khô, có thể là ngày tưới hai cử, sáng 8-9 giờ tưới một cử, với chiều sẽ xế qua khoảng cỡ 3-4 giờ mình tưới thêm một cử nữa. Sau khi hộp nó nước mọng rồi, nó lên công đậu lên từng 4 đêm, 4 đến 5 đêm là nó lên đều rồi. Mình sẽ dùng Monseren, Monseren hoặc là cốc 85 cũng được, mình tưới sơ qua. Tại vì cái giá thể này mình có, nếu có trộn cốc 85 rồi thì mình khỏi cần tưới cốc 85. Mình sẽ pha như sao, mình tưới Monseren pha sao mình tưới luôn, tưới cho thấm từ trên cây xuống đất luôn cho nó không bị úng, gọi thuốc chống úng á, nó là đều mình tưới ngừa vậy luôn, mình pha mình tưới luôn, hoặc là mình dùng bình xịt cũng được, một cử ngừa cho nó không có bị úng gốc á. Bầu nay đã được 10 ngày rồi cho nên bây giờ lên như thế này nè, là mình đem ra trồng được rồi. Tháng này rất là nắng cho nên mình sẽ dùng lưới, mình trong thời gian mình đem ra mình bầu trong dĩa đen này nè, thì mình sẽ dùng lưới mình đậy lại, lưới như thế này nè, mình sẽ che cho nó sẽ giảm bớt nắng, nắng vẫn có nhưng mà nó sẽ giảm nhiệt bớt, nắng quá nóng cây nó còn nhỏ, nó mới cong đầu mới lú lên, mình sẽ giảm nhiệt, mình trồng chừng nào cho tới khi mình bứng ra, gần bứng ra trồng 1-2 ngày mình sẽ dỡ lưới ra luôn. Nhưng mà nắng quá mình nên đậy lại vậy cho nó chắc ăn, cây nó sẽ mau lớn hơn, nắng quá mình nó nóng, sợ cây nó chịu mà nó héo. Mình sẽ dùng lưới mình đậy như vậy này, như mình đang đậy đây nè, thì mình làm khung sườn mà đậy nắng nè, giống như là ủ trong nhà kính vậy, giai đoạn đầu cây con nó nắng quá nó sẽ chịu không nổi nắng, mình giảm nhiệt độ xuống bớt, cây nó sẽ phát triển mau hơn, mình đem ra ngày đem ra đặt thì sẽ nhanh hơn. Mình phải dùng giống như nhà màng vậy, mình che lại, mình tưới nước cứ ngày hai cử vậy là nó lên đều trưng rồi, để lại cho cây mát mau lớn. Rồi tới ngày trồng mình sẽ dỡ ra cho nó quen nắng luôn, rồi mình trồng vào buổi chiều mát, mình cả nhà xem. Mình đây là mình bầu 45 gói, cây này bự rồi, chiều là đem ra trồng được rồi. Ở đây mình trời nắng này mình trồng cho cây nó ra nhiều rễ chút, thường thường là lúa nó nhám là mình trồng được rồi, lúa nhám tầm này là mình trồng là được rồi nè, ra tầm này mình trồng được rồi. Nhưng mà nắng này thôi mình để cây nó to to chút làm lớn là mình trồng. Thì trong giai đoạn này trước khi mình bứng lên trồng, mình có thể xịt một ít thuốc kích thích ra rễ, cho ra rễ nhiều mình trồng cũng được. Rồi kèm theo đó khi lúa lá nhám này có thể sẽ bị bọ trĩ tấn công, mình sẽ xịt phun thuốc ngừa bọ trĩ như Cofidor hoặc là Sen, hoặc là mình dùng chai đặc trị rùi vàng mình vẫn có thể xịt được bọ trĩ nè.
cái loại thuốc mà như Actara đâu. Mình pha mình xịt lợt thôi, mình xịt sơ qua cái con nhỏ mà mình xịt sơ qua thôi. Nói chung là mình xịt theo hướng dẫn là đúng liều lượng là được rồi. Và chiều nay mình đem ra mình đặt rồi, bây giờ mình sẽ lại cho cả nhà xem cái vườn mà mình chuẩn bị đem ra mình trồng nhé. Đây mình chuẩn bị điều mình đem ra đây mình trồng nè. Đây mình được đục lỗ là đây, ở đây khoảng cách mình trồng là 6 tấc, mình dùng cái ni mình đo luôn 6 tấc. Mình trồng ở lỗ mà mình bỏ phân gà sẵn rồi nè, phân gà phân bò mình trộn là bỏ sẵn trước khi trồng, là trước cái tầng mình gieo là mình đục lỗ này rồi mình bắt đầu mình trộn phân bò phân gà lại, mình bỏ lỗ sẵn rồi. Mình tưới nước cho nó dần xuống luôn, là tháng này tháng khô sẽ đất nó khô queo. Đây mình lỗ này là cái lỗ cách lỗ mà cái cây mình trồng là 6 tấc, mình đục thêm lỗ mình tưới nước cho nó im xuống luôn, nó ướt đều ở đây mình đục trước luôn, đừng sau này mình bỏ NPK và phân hữu cơ. Chiều nay bắt đầu mình trồng cây vô cái lỗ mình đổ phải bỏ phân gà như thế này. Đây mình định xéo một bên chân trà, có bên ngay giữa để mình bỏ NPK và phân hữu cơ. Đây mình cầm trà chữ A là mình cầm mấy bên đây nè, một chân bên kia một chân, là mình định sát chân trà luôn, sau này lại ra cho nó bò lên luôn, không mình ngay giữa để mình tưới nước cho phân nó chảy vô trong cái tan đều trong đây nè, cho rễ cây này ra nó ăn. Mình định trồng khoảng bí tháng này mình trồng 6 tấc nè, mình trộn vậy cho nó tưới nước cho nó phân gà phân bò hay một thấm đều xuống, sau này bứng cái con vô nó sẽ có nguồn phân hữu cơ ăn luôn, trực tiếp lên luôn. Chứ là mình trộn một ít cốc tâm lâm với lại phua đăng để mình diệt mình người tiếng trùng với lại trùng ở đồn bên nó héo động rễ héo cây. Cả nhà thấy là mình làm theo cái phương pháp của mình như vậy đó. Đây chiều nay nó bắt đầu mình trồng lần lần, mình trồng cũng mất mấy ngày. Mình trồng xong bắt đầu mình quay lại mình cắm trà luôn. Tháng này đất khô nè, cho mình phải tưới trước nó thấm xuống. Đây mình xới đất, mình xử lý voi xong rồi mình lên dòng, mình phủ bạc mình chuẩn bị xong hết. Mình đục lỗ và mình trộn phân bò hay một vào phân gà, một ít cái cốc tâm lâm và phôi đăng để mình bỏ lỗ sẵn luôn, rồi mình trồng cây con xuống luôn. Sau này cây con ra nó sẽ phát triển, nó có nguồn chất dinh dưỡng sẵn luôn, nó phát triển. Còn vài bữa thì bắt đầu mình trồng xuống khoảng từ 3-4 ngày bắt đầu mình tưới đi mua DB, mình tưới thẳng thưa gốc, tưới khoảng 2 cử như vậy, rồi khoảng tầm 10-15 ngày bắt đầu mình bỏ NPK vô đây, rồi mình đục lỗ phân hữu cơ nữa, mình bỏ vô lỗ này, rồi NPK bỏ vô lỗ này cho nó ăn, bò ra ăn. Đó những bước đầu mình chuẩn bị để mình trồng bí đao. Mình phủ bạc, mình đục lỗ chuẩn bị trước cái tầng rồi. Sau khi mình ngâm ủ hạt giống rồi mình bầu dĩ xong rồi bắt đầu mình ra mình xới đất, rồi mình đã xới đất trước khoảng cỡ 10 bữa nửa tháng rồi mà mình phơi đất luôn rồi, cái này rồi mình bắt đầu chuyển qua làm gieo ủ ngâm ủ hạt giống, mình bầu dĩ xong đó mình quay lại mình phủ bạc luôn rồi mình đánh lỗ luôn. Là chiều nay là đúng 10 ngày nay là bắt đầu 10 ngày là chiều nay là mình đem ra mình đặt được rồi. Nhà xem đặt
xong rồi mình quay lại cầm trà luôn. Bí mình trồng giai đoạn này thì nói chung là mình phải tưới nước ngày 2 cử. Trời, tháng này nắng nè, đất nó mau khô, nắng gió rất mau khô, nhất là có sâu giữa mùa nè. Cái này mình phải phun ngừa sâu giữa mùa nè, bỏ trĩ sâu giữa mùa, mình mua các loại thuốc đặc trị sâu giữa mùa thì phun. Bí lên cũng khá là đều, nhưng mà có một số cây thì nó lên như cong đầu trước ra và mọng dài trước thì nó sẽ lên lá nhám trước nè, còn mấy cây này sau nè, lớp mọng sau nó nhỏ cây hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video mà mình đã chia sẻ như thế hay và hữu ích cho cả nhà, cho mình like và nhớ chia sẻ, đăng ký kênh để xem video mới nhé. Mình sẽ kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều và hẹn gặp lại nha.